các giám đốc, xin chào các giám đốc marketing, giám đốc PR, giám đốc truyền thông, giám đốc kinh doanh, những bạn là chuyên viên, phó phòng, trưởng phòng đang theo dõi chương trình đào tạo về series tức là một loạt các video bài học chủ đề là giám đốc marketing toàn diện CMO Chief Marketing Officer 2023 mới nhất. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh ở công ty PA Marketing và là một trong những cái chuyên gia, à, giảng viên, đào tạo và tư vấn về Digital Marketing, về kinh doanh Online à, Về à, Các cái nền tảng Kinh doanh trực tuyến à, Rất nhiều năm kinh nghiệm Và à, chúng ta sẽ tiếp tục à, Gặp nhau trong video bài học tiếp theo của hôm nay à, Bài học này Thì à, tôi sẽ Nói tiếp Về à, Một cái Chủ đề Đó là PR và, Đó là PR, thực ra trong cái mô hình Marketing Mix 13P Thì tôi đã đưa PR vào. Thế nhưng mà tôi đã tách nó ra thành một video riêng để cho các anh chị và các bạn à, nghiên cứu kỹ hơn. À, có một cái điều khá là thú vị. Đấy là à, mọi người thường nhầm lẫn à, PR với lại quảng cáo. Và, à, thế thì ở đây thì chúng ta thấy là PR là cái thuật ngữ chúng ta phát âm bằng tiếng Anh và tiếng Việt thì chúng ta có thể đọc là PR Thế nhưng mà thực tế thì rất ít người đọc là PR và thường đọc là PR hay còn gọi là viết tắt của chữ Public Relations tức là quan hệ công chúng đúng không ạ hay là quan hệ với công chúng và thì đây là một thuật ngữ chuyên ngành nó có thể thuộc chuyên ngành marketing hoặc là nó cũng có thể thuộc chuyên ngành PR phụ thuộc vào cái mô hình mà các bạn đặt PR và marketing như thế nào thí dụ như là nó có thể độc lập với nhau đây là marketing và đây là PR độc lập với nhau À, giao thoa với nhau, PR và marketing giao thoa với nhau, à, PR nằm trong marketing, uh, marketing nằm trong PR, đúng không ạ? Và ừ, những cái uh, tương tương quan khác nữa. Đấy. Thế thì thực tế thì trên thế giới nó cũng có rất là nhiều uh, các quan điểm khác nhau Đấy. và các trường đại học thì cũng có uh, khoa PR riêng, à, bên học viện báo chí thì có khoa PR riêng, à, bên Kinh tế quốc dân cũng có khoa PR riêng nhưng mà tiếp cận uh, khác nhau, đó tiếp cận khác nhau. Rồi, thế thì ở đây thì hôm nay uh, thầy Phan Anh sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn uh, uh, chúng ta hiểu đúng về PR như thế nào. Nó sẽ có những cái uh, định nghĩa, những cái khái niệm và những cái nội hàm của uh, thuật ngữ mà mang tính khoa học uh, rất là cao, uh, được trích dẫn từ những cái tài liệu uh, có giá trị và có giá trị. Thế thì uh, chúng ta thấy rằng là <laughs> cái pr ở đây đấy là chúng ta có thể hiểu đấy là chúng ta tương tác đúng không ạ chúng ta cũng hình dung cũng tương tự có những cái đặc điểm có những cái cách làm gần giống với quảng cáo gần giống với marketing vâng gần giống thôi nó không phải là giống hết đúng không ạ vâng thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là À, quảng cáo là thường là tự mình nói về chính mình, đó. thế còn PR thì à, là có thể cái bên thứ ba người ta nói về mình đó và à, cái đặc điểm của PR nó sẽ khác khá nhiều khá đặc trưng à, nếu như mà chúng ta nghiên cứu sâu, ok đầu tiên là chúng ta sẽ nói về các cái định nghĩa của PR chúng ta đang tiếp cận, vâng thì theo từ điển của Cambridge UK à, đây là một cái từ điển rất là uy tín à, trong à, ngôn ngữ rồi đúng không ạ? Các bạn học tiếng Anh thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái thuật ngữ à, tra cứu những từ ngữ này. Thì các bạn lên mạng các bạn tìm à, à, từ điển Cambridge của UK thì ở đây PR có nghĩa là các cái hoạt động cung cấp thông tin một cách công khai về tổ chức. Tổ chức ở đây chúng ta có thể hiểu đó chính là doanh nghiệp, đó là nhóm hoặc là cá nhân hoặc là sản phẩm và dịch vụ đó. Và để cho cộng đồng có cái nhìn tích cực về công việc của tổ chức đó đó cung cấp thông tin công khai public mà công khai lên về cái tổ chức đúng không? Ví dụ như là một trường đại học, một doanh nghiệp, một tổ chức phi chính phủ, một tổ chức thuộc chính phủ hoặc là một cái hiệp hội vân vân rất nhiều nha chúng ta cho cộng đồng thấy cái nhìn rất là tích cực về cái công việc, cái hoạt động của cái tổ chức đó rất là dễ hiểu đúng không? Đấy tiếp theo theo hiệp hội PR Hoa Kỳ PRSA là viết tắt của chữ Public Relations Society of America đúng không ạ đây là hiệp hội PR Hoa Kỳ hay là hiệp hội quan hệ công chúng Hoa Kỳ thì PR là một cái thuật ngữ được giới thiệu khá là lâu rồi và cũng có thể có nhiều cách hiểu khác nhau vào năm 2012 thì hiệp hội PR Hoa Kỳ đã thống nhất cách hiểu rằng PR là một quá trình truyền thông Mang tính chiến lược nhằm xây dựng mối quan hệ để đem lại lợi ích cho cả hai bên đó là tổ chức và cộng đồng của tổ chức đó thế thì theo hiệp hội PR hoa kỳ PRSA thì chúng ta thấy rằng nó là một quá trình truyền thông PR nó sẽ rất gần với communication nó là một quá trình truyền thông đúng không và mang tính chiến lược nhằm xây dựng cái mối quan hệ mối quan hệ là relationship đúng không? giữa hai bên đấy là một bên là tổ chức và đối tượng là cộng đồng của tổ chức đó có thể là khách hàng, có thể là chính phủ, có thể là um, người dân, đúng không ạ? có thể là uh, lớn hơn nữa là xã hội, có thể là các nhà đầu tư, các cái đối tượng mà chúng ta gọi là cộng đồng. OK, rồi thế thì câu hỏi tiếp theo được đặt ra là uh, PIA là bao gồm những cái hoạt động như thế nào? Vâng, uh, thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây có rất là đặc trưng để chúng ta phân biệt PR với à, những cái hoạt động khác ví dụ như là quảng cáo ví dụ như là truyền thông đầu tiên đấy là media relations tức là quan hệ với truyền thông với báo chí đa phương tiện đó. Thế thì ở đây chúng ta ví dụ như là chúng ta có một cái hoạt động gì đó và chúng ta muốn đưa lên báo à, có thể là như bóng đá chúng ta hay nhìn thấy nhất đúng không ạ là chúng ta tổ chức họp báo à, chúng ta tổ chức họp báo trước trong hoặc sau các trận đấu hay là sự cố sự kiện sự cố, à, thí dụ như là sự cố năm vừa qua có một cái sự cố mà gần như cả nước Việt Nam theo dõi à, và nín thở theo dõi và à, rất là thương xót đấy là cái vụ mà một cái bé trai đã bị lọt xuống một cái cái hố rất là sâu à, ở cái công trình đúng không ạ? Vâng, cái tôi nói như vậy thì à, dư luận xã hội đúng không ạ? Rồi tất cả mọi người rất là quan tâm và nó đòi hỏi là một cái tổ chức một cái đơn vị nào đó phải đứng ra trả lời cho báo chí. À, chuyện đấy là chuyện gì như thế nào tại sao tiến trình ra làm sao vân à, vân đúng không ạ à, thì cái đấy người ta gọi là media relations là quan hệ với truyền thông với báo chí đa phương tiện vâng tiếp theo là corporate communications tức là truyền thông ngoại bộ tức là truyền thông uh, cho doanh nghiệp uh, ra bên ngoài để cho cái uh, cộng đồng của doanh nghiệp đó đúng không? cộng đồng của tổ chức à, người ta thấy rằng là uh, doanh nghiệp này rất là tuyệt vời rất là tích cực và thu hút được những cái tình cảm, những cái tình cảm của à, doanh nghiệp, đúng không ạ? dành cho cái cái đối tượng mà người ta mới truyền thông tới. Và, à, cái thứ ba, cái hoạt động số 3 đó là employee relations, tức là truyền thông nội bộ, à, là truyền thông trong doanh nghiệp à, cho các cán bộ công nhân viên, cho các bộ phận phòng ban. thí à, dụ như là để người ta yên tâm về văn hóa doanh nghiệp, yên tâm về tầm nhìn về chiến lược. À, ví dụ như là các cái vấn đề về chính sách có thay đổi tiền lương lương hưu vân vân à, hay là um, có một cái thông điệp nào đó cho rằng là à, năm nay đã sẽ bị giảm lương rồi không có thưởng tết rồi à, mất tết vân vân đúng không ạ nó rất là rối ren rất là lo lắng thì đó chính là employee reasons tức là truyền thông nội bộ Đấy, truyền thông nội bộ và à, cái hoạt động thứ tư đó chính là financial or investor reasons tức là quan hệ với các cái nhà đầu tư các cổ đông các cái tổ chức tài chính cơ quan chính sách vân vân chúng ta nhìn thấy dễ nhất là investor relation tức là cổ đông đấy những người mà đầu tư vào công ty chúng ta có thể cổ đông đại chúng hoặc là cổ đông nội bộ đúng không cổ đông đại chúng thí dụ như là chúng ta phát hành cổ phiếu tại thị trường Việt Nam hoặc là thị trường Mỹ như là tập đoàn Vingroup hoặc là một số doanh nghiệp có thể phát hành ra thị trường Nhật Bản, đấy, à, hoặc là thị trường Châu Âu hoặc là thị trường Hồng Kông, đó thì chúng ta sẽ cần phải à, có một cái mục bắt buộc chúng ta phải công khai những cái thông tin à, với à, báo chí, đúng không ạ, media relations và à, dành cho những cái um, cổ đông của chúng ta để trên investor relations. OK, à, số 5, số 5 đấy là chính là uh, crisis management, tức là uh, quản trị rủi ro truyền thông và quản trị rủi ro. À, chúng ta đang làm digital marketing thì chúng ta sẽ nói về truyền thông trực tuyến à, Hoặc là trên các cái à, hoạt động truyền thông, quản trị, rủi ro truyền thông Ok Thí à, dụ như là à, một cái vụ việc của Khải Siêu Hay là vụ việc của thương hiệu doctor Thanh, đúng không? Vân à, vân Thì cái điều đấy là cái gì? Cái điều đấy khiến cho à, cái thương hiệu của chúng ta đang gặp à, những cái tin tức rất là bất lợi Và À, chính vì thế cho nên là chúng ta sẽ cần phải à, xử lý cái khủng hoảng truyền thông đó như thế nào để cho nó hiệu quả và dập tắt và giảm thiểu cái rủi ro đó đấy người ta gọi là crisis management à, rồi à, brand publicity đúng không ạ vâng thì chúng ta sẽ công khai à, công khai các cái chính sách về thương hiệu à, chính sách của thương hiệu ví dụ như là à, chẳng hạn như là thương hiệu sẽ không sử dụng à, lao động à, dưới 15 tuổi sẽ không vi phạm vào các vấn đề về môi trường, về pháp lý, về đạo đức kiểu kiểu như thế. Vâng. Đấy. Hay là không sử dụng những cái chất liệu mà không thể tái chế được cho cái thị trường không thân thiện với môi trường. Ví dụ như vậy rất là quan trọng. Ngày nay rất là quan trọng. Đúng không? Vâng. Thế rồi thì tài trợ sự kiện hay là gây quỹ vận động hành lang và thay đổi chính sách công thì đây là một cái đặc thù rất là riêng có của của PR của quan hệ công chúng đấy và à, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp à, thì đấy là những cái hoạt động chính của PR mà chúng ta có thể tin tưởng yên tâm để chúng ta thực hiện và vậy thì chúng ta làm PR là chúng ta làm gì thì chúng ta sẽ làm các cái hoạt động mà tôi vừa hướng dẫn đấy. và chúng ta sẽ đi lập kế hoạch à, PR thương hiệu PR doanh nghiệp đó À, chúng ta lên kế hoạch như thế nào à, rồi chúng ta à, thực hiện cái kế hoạch đấy như thế nào đúng không ạ à, lập các kế hoạch thực hiện để nỗ lực à, của tổ chức để tác động hoặc thay đổi các chính sách công để có lợi cho cho doanh nghiệp của chúng ta đúng không vâng à, chúng ta truyền thông ngoại bộ à, tương tự như truyền thông nội bộ để chúng ta truyền thông ra bên ngoài à, thông qua cái việc là chúng ta à, xây dựng các cái kênh à, mạng xã hội để giao tiếp với cộng đồng giao tiếp với khách hàng đúng không? Đấy. quan hệ với báo chí đúng không ạ thì chúng ta có thể à, trả lời báo chí à, và phát à, người phát ngôn của à, các bộ ban ngành à, người phát ngôn của doanh nghiệp đấy, người phát ngôn của tổ chức vân vân à, chúng ta cần phải có à, thực hiện cái nghiệp vụ đấy rất là quan trọng rồi à, quan hệ với các cái nhà đầu tư à, cổ đông vân vân à, thì thông thường thì các cái doanh nghiệp họ sẽ có một cái mục mà dành cho các cổ đông và nhà đầu tư trên website hoặc là những cái tài khoản riêng cho họ và đặc biệt là họ sẽ phải quản trị khủng hoảng truyền thông đúng không ạ ngày nay thì khủng hoảng truyền thông rất là kinh khủng đúng không ạ nó có thể giết chết một thương hiệu rất là nhanh chóng và người tiêu dùng có thể tẩy chay có thể không bao giờ muốn sử dụng cái thương hiệu đó nữa sản phẩm đó nữa dịch vụ đó nữa và À, nó sẽ làm giảm doanh thu và thậm chí là làm chết thương hiệu à, rất kinh khủng. À, thế thì à, chúng ta phải có những cái giải pháp để chúng ta à, quản trị, bảo vệ, và giảm thiểu à, những cái khủng hoảng truyền thông, đúng không? À, thế thì ở đây có một số những cái giải pháp như sau. À, thứ nhất là giải pháp bảo vệ, chúng ta có thể viết bài, à, sale trên website để đè những cái tin xấu, đúng không? À, làm các video có nội dung tích cực, kia quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ. À, rồi thì à, xây dựng fanpage của thương hiệu mới Đấy, có thể là ẩn bớt những cái comment đi xóa bớt đi ẩn không cho đánh giá đi Đấy, có thể đóng website sau đó thì mở lại sau đúng không ạ và à, thuyết phục những nguồn thông tin có thể là người ta xóa bài rút bài sửa bài đi Đấy. Đấy, thuyết phục năn nỉ và thậm chí là nhờ đến cơ quan công an chẳng hạn Đấy, thế thì các cái vấn đề uh, truyền thông nội bộ, đúng không ạ? thì chúng ta sẽ ban lãnh đạo thì lập tức là truyền thông uh, cho nội bộ về cái vụ việc, uh, nhìn nhận các vụ việc và uh, đưa ra những cái tình uh, tìm cái sự đồng thuận của cán bộ công nhân viên, vân vân, ừ. cách thức mà mình có thể thông báo đấy là thông qua email, thông qua công văn cầu truyền hình, vân vân và sử dụng cách thức sử dụng ngôn từ, vân vân rất là phải cẩn thận, đúng không? Đi. các giải pháp về pháp lý, đúng không? nếu mà chúng ta bị bị vu khống hoặc là chúng ta uh, bị đối thủ chơi xấu, thì chúng ta cũng có thể tìm đến cái bộ phận pháp chế, các, các cái luật sư, các văn phòng luật sư để xử lý các cái vấn đề về mặt pháp lý. Đó. Vâng. Họp báo, thông tin báo chí đưa uh, tin trên các tờ báo điện tử lớn, vân vân thậm chí là chạy quảng cáo, đúng không ạ, trên các nền tảng Facebook, Google, YouTube, TikTok, vân vân, à, để 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 nhân cái cơ hội đấy là chúng ta phản công, à, rồi thì các cái giải pháp về à, tiếp theo đấy là truyền thông đối ngoại, đúng không ạ? Và truyền thông đối ngoại, thông tin ra ngoài để trả lời, à, rồi thì chúng ta cũng có thể là à, tiếp tục, đấy là những cái giải pháp để mà xử lý khủng hoảng truyền thông, đúng không? Đấy, số 7 đấy là tài trợ gây quỹ và vận động hành lang ví dụ như là chúng ta cũng có thể là tổ chức các sự kiện âm nhạc à, gây quỹ cho trẻ em nghèo vượt khó à, cấp học bổng vân vân. hoặc là à, vinfast thì, à, tập đoàn vingroup thì họ à, có hẳn một cái quỹ là vinfuture đấy, thì đấy cũng là một cái hình thức họ làm pr rất là tốt đấy, và cái, cái nghiệp vụ cuối cùng đấy chính là họ sẽ à, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Đấy. Thì uh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là corporate social responsibility ấy, đọc là CSR đúng không ạ? Và C, uh, C S R CSR vâng. Thế thì ở đây thì các bạn biết rồi là uh, các nước phát triển, các doanh nghiệp phát triển ở các nước phát triển thì uh, họ thường là rất là quan tâm đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đấy, thế thì uh, CSR là một cái khái niệm bao trùm đấy Nhá. Uh, Là ở đây ví dụ như là bao gồm là đạo đức kinh doanh này, uh, doanh nghiệp uh, từ thiện công dân doanh nghiệp tính bền vững vân vân đó thế thì ở đây ví dụ như là theo hội đồng doanh nghiệp thế giới vì sự phát triển bền vững thì CSA là sự cam kết trong việc ứng xử hợp đạo lý và đóng góp vào sự phát triển kinh tế đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống của lực lượng lao động và gia đình họ cũng như cộng đồng địa phương và chung là của toàn xã hội đó. theo nhóm phát triển kinh tế tư nhân của ngân hàng thế giới World Bank thì CIS là cái sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển bền vững của kinh tế thông qua những việc làm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động của các thành viên trong gia đình họ đó và cho cộng đồng cho toàn xã hội thế thì đầu tiên ấy, nếu mà cái trách nhiệm xã hội ở đây có vẻ người ta sẽ nhấn mạnh đến rất nhiều đấy là quan tâm đến đời sống của người lao động đúng không ạ và gia đình của họ đấy xong xa hơn nữa cao hơn nữa đấy chính là cho cộng đồng và cho toàn xã hội Vâng. Ví dụ như là họ phải sử dụng lao động hợp pháp, đóng thuế, đóng bảo hiểm này. Họ phải sử dụng lao động được cấp phép này, có giấy phép này, vân vân này. Họ phải sử dụng lao động đủ tuổi này. Đấy, và có những cái chính sách an sinh xã hội cho người lao động tốt này. Ví dụ như là chế độ thai sản, vân vân. Thế rồi thì cũng phải bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường, Đấy, bảo vệ người lao động và bảo vệ cộng đồng đúng không à. thì tất cả những cái điều như vậy thì chúng ta thấy rằng là nó cũng sẽ tốn một cái khoản chi phí nhưng nó cũng là một cái hoạt động mà sẽ được các cái doanh nghiệp nước ngoài đánh giá rất cao và nó thường là dành cho những cái doanh nghiệp ở việt nam nếu mà phải là những cái doanh nghiệp lớn à, những cái doanh nghiệp lớn à, doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta ít có điều kiện để thực hiện các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được. Đó. Thì ví dụ như đây các bạn có thể nhìn thấy như là chương trình tôi yêu Việt Nam của Honda đúng không ạ? Họ làm chương trình đấy là cũng họ bỏ chi phí ra rất nhiều. Chương trình giáo dục vệ sinh cá nhân của Unilever, đào học đào tạo tin học của Microsoft đúng không ạ? Vân v vân. rất nhiều, rất nhiều cái cái hoạt động mà liên quan đến trách nhiệm xã hội. Ok thì cái video này như tôi đã nói là tôi muốn tách cái nội dung cái chủ đề về PR riêng ra cho các anh chị các cái giám đốc marketing giám đốc truyền thông để hiểu sâu hơn về PR để để, để không có chuyện nhầm lẫn giữa PR với quảng cáo với marketing nữa đúng không ạ? Còn mặc dù các thuật ngữ về kinh doanh, về marketing thì nó có cái nội hàm nó sẽ uh, giao thoa, nó giao thoa lẫn vào nhau rất nhiều cái quan trọng là chúng ta phải hiểu đúng và ứng dụng đúng có những cái pr thì không phải là quảng cáo không phải là truyền thông nhưng có những cái pr chính là truyền thông đúng không ạ à, có những cái pr chính là marketing và một lần nữa thì à, xin cảm ơn các anh chị các bạn đã theo dõi video bài học này xin chào